Xin chào, Quốc Bảo xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Thứ Năm Vui Nhộn. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Thứ Năm Vui Nhộn được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty Sen Vàng. Và đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng ta nhé, 19:15 tối thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và kính thưa quý vị, Quốc Bảo đã quay trở lại và chắc chắn sẽ mang đến cho tất cả quý vị sự xuất hiện của những khách mời rất đặc biệt. Và đừng quên những nhân vật rất đặc biệt, và họ cũng chính là chủ nhà của ngôi nhà Thứ Năm Vui Nhộn. Ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ những tài năng nhí rất thông minh, rất dễ thương và sẽ mang cho chúng ta rất là nhiều tiếng cười và điều bất ngờ. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để đón chào cặp đôi Hoàng Hải và Thanh Ngọc. Trời ơi, long time no see, lâu quá không gặp nhau. Dạo này tụi con khỏe không? Dạ khỏe. Mắt kính vẫn không có kính hen. Dạ. Vẫn như xưa. Hôm bữa giờ mình có giảm được cân nào không con? Dạ không giảm mà nó còn tăng nữa. Tăng nhưng mà hình như hôm nay chú thấy là con cao hơn chút xíu. Chúng ta có sự phát triển về chiều cao. Xin mời tụi con, đầu tiên hãy giới thiệu với tất cả mọi người chúng ta là ai. Dạ con tên là Nguyễn Hoàng Hải. Năm nay con 10 tuổi. Dạ sở thích của con là ca hát nhảy múa. Và bây giờ xin mời Thanh Ngọc giới thiệu về bản thân mình nào. Dạ con tên là Nguyễn Minh Thanh Ngọc, năm nay con 8 tuổi. Con rất thích bơi. Thích bơi. Nhảy. Hát. Diễn. Wow, toàn là những cái đam mê về nghệ thuật thôi. Dạ. Dạ. Và hy vọng rằng tụi con phải kết hợp với nhau tạo thành một đội thật là mạnh nha. Thể hiện tinh thần đồng đội nè, mình cái nè. 1, 2, 3. Ok. Và bây giờ hãy cùng chú Quốc Bảo đón chào xuất hiện của hai khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Một tràng pháo tay để đón chào xuất hiện của nữ ca sĩ Bích Ly. Dạ. Dễ thương chưa? Xinh đẹp chưa? Hello Bích Ly. Rồi, mỗi lần xuất hiện là cô nàng này cũng khá là năng lượng và cá tính, chắc chắn là cũng rất là hài hước nữa. Và bây giờ Bích Ly ơi, xin được bật mí với Bích Ly luôn. Bạn đồng hành và sẽ là đồng đội của Bích Ly trong ngày hôm nay. Một tràng pháo tay để cùng đón chào sự xuất hiện của Nam Vương Cao Xuân Tài. Đó. Xin chào Tài, và trước khi trò chuyện với Tài thì con. Dạ. Con thấy chú Tài đẹp trai được bằng con không? Dạ mém bằng. Ghê vậy? Biết ngay là thua mà. Thì đó, sao chịu nổi. Ngay bây giờ thì xin mời hai nghệ sĩ khách mời sẽ cùng gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả và chia sẻ cảm nhận của mình khi đến với ngôi nhà Thứ Năm Vui Nhộn ạ. Xin chào anh Bảo và chào tất cả các quý vị đang xem chương trình Thứ Năm Vui Nhộn. Con là Cao Xuân Tài, năm con 25 tuổi. Ok con. Và... dạ, xin chào quý vị khán giả và tất cả các cô, các chú, các bác. Con là Bích Ly, năm nay con 21 tuổi. Con rất là vui khi mà được gặp tất cả các bạn nhỏ ở đây. Rất là vui khi mà được gặp bạn lớn ở đây nữa. Ok. Dạ, mong mọi người ủng hộ cho con. Dạ, mời chồng hết tay dành cho hai bé. Hai bé này được gọi là hai bé bự. Và ngay bây giờ sẽ không để cho mọi người chờ đợi lâu nữa. Xin mời hai đội chơi sẽ cùng đến với vòng thi đầu tiên với tên gọi Hiểu Ý Đồng Đội.